Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, khu vực này nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm trung bình là 82%. Còn ở khu vực vùng núi thấp, khu vực này nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 cho tới 34 độ, độ ẩm trung bình là 85%.